Hello, xin chào cả nhà nha cả nhà. Hôm nay mình về quê nè cả nhà ơi. Lâu dữ lắm luôn rồi mình không có về quê. Mình không có về quê. Đây là khu vườn nhà mình nè cả nhà. Có nhiều loại đậu lắm. Trồng trồng đậu nè, trồng nói chung là bây giờ khu vườn của nhà mình á có trồng sả nữa cả nhà. Trồng đủ thứ hết á, thích quá. Từ hồi mùa dịch tới giờ mình lâu lắm mà không có gì. Mình sẽ quay cho cả nhà xem khu vườn nhà mình nha. Có chôm chôm nữa cả nhà, mùa này là mùa chôm chôm á cả nhà. Đây anh chồng của mình đi ra thăm vườn nè. Có chôm chôm nữa. Đây cây chôm chôm ở bên hông cả nhà, để một hồi mình quay cho cả nhà xem nha. Ý, mình có trồng cây sầu riêng á cả nhà. Wow, ta huy 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 xỉn công nè, chung chăng là dưa hào nè, không nó cơ liễu đẻn xu thôi mà, ví dụ chung nó cơ phân nó cho cơ nè, ta chung đó cho cơ cần tiên chung nó mấy ủ sân xưa chứ chung tôi mấy ủ giao thì sẽ mấy ủ diễn dàng sao mô tô rồi chứ cơ của tùng sao mô tô hả, nó dễ sửa dù lõng về nó lõng về xí xài lõng về đại xưa ta mà hả người ta. Ôi dù cái nhãn này cả nhà, nhãn nhà chồng không có xịt thuốc. Nhãn này không biết nhãn gì á cả nhà, mà trái nó bự dữ lắm luôn. Cái này là chứ cơ xưa liễu đẻn xu rồi. Đu đủ quá cả nhà. Cây đó là cây ổi á, ổi chim á, chim ăn rồi nó ị ị rồi mọc ra trái. Mình sẽ đi ra ngoài trước á, mình quay cây cây chôm chôm cho cả nhà xem nè. Đây là chanh dây. Ôi dù, chứ cơ hủng mạo lưu luyện. Xém bu xéo xèo đi rồi, tháo bu hơi ta đó. Nhìn mến khá nào mà. Xéo xèo đi ba lèo ở bu hơi ta rồi.
我这工钱他不会搭，他这样小不了，他可以收了哦。他不会搭，这个是应该是小种不了了。这个是仙毛，这个仙毛应该我阿姨种。这个是奶油果树，几大你看。Hổng máu tan. Ôi cả nhà thấy không, chôm chôm này là kem chôm chôm ruột ràng chứ không phải ruột đỏ nha cả nhà. Mình thích ăn mấy trái mà nó xanh vậy nè, xanh lè xanh lét vậy nè, xinh xinh chăng à, son son thén thén hảo xưa. Ủa bị cho xỉ hoang son son thén thén chăng. Bự hơn cả nhà ơi. Đây là hoa đậu biếc nè. Hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc dì bảy của mình trồng á. Khu vườn nhỏ bé xinh xinh. Em chó dễ thương của tôi nè. Hai. Ủa mấy ủ treo này chỗ khai. Ủa mấy ủ treo này. Thương nhất là con chó này nè cả nhà. Đây, đây là cái chôm chôm này là cái chấm chôm chôm vàng nè cả nhà. Nó không có chín, nó không có màu đỏ. Wow, cái này ăn mới đã nè. Chôm là ăn xong dục cả đống. Chôm chôm nhà trồng luôn. Còn đây là, đây là vàng đậu đũa, đậu que nè cả nhà. Vàng đậu que nhà mình trồng nè. Wow. Lâu lắm mà không về vườn, không về quê. Còn cái khu nhà ở bển á, cái nhà ở bển á là nhà không có ở nữa cả nhà. Thích quá, mình rất là thích về quê luôn cả nhà ơi. Mà từ dịch tới giờ thế nào mới về được nè. Cây ớt trái quá trời trái luôn, trời ớt trái ghê. Ớt này ớt hiểm. Wow, quá trời đậu que nè, đã đời luôn nè. Đậu que này là dì chồng của mình trồng á cả nhà. Dì chồng của mình lớn tuổi rồi đó, cái không có đi làm nữa cả nhà, ở nhà trồng rau trồng cỏ đồ á để ăn, không có đi hái, không có đi mua chứ lộn, không đi hái. Đây đây đây, cây là cây chôm chôm, cây chôm chôm. Cái chôm chôm mà chưa chín, chôm chôm này là chôm chôm vàng cả nhà ơi, chứ không phải chôm chôm đỏ. Chôm chôm vàng, nó chín nó màu vàng chứ không, nó không có phải màu đỏ. Sì, xanh gì? Mấy dầu. Này là gì à? Gì ba của mình đó cả nhà. Dì ba mình nói chôm chôm nó chưa có chín, ở phía kia nó mới chín này cả nhà, thấy không, thích lắm. Hồi đó mẹ chồng mình còn á, mẹ chồng mình mắc cả nhà. Wow, cái chôm chôm đó cả nhà, nó chín vậy đó, nó chín xong rồi đó, nhìn như như cái chôm chôm nhãn. Cái mài ở ngoài nữa. Wow, nó đi xài bùa tao. Nó đi cô xùy rồi, xài bùa tao.
một pha sủng. Mình sợ sâu cả nhà ơi. Cái trái ở ngoài đó ngon ghê không? Cái này dạng như chôm chôm nhãn á cả nhà. Mà không phải chôm chôm nhãn nha, bên đây nó kêu bằng chôm chôm vàng á cả nhà. Chôm chôm phải trái chín nó không phải màu đỏ mà nó màu vàng. Chanh dây cả nhà. Chanh dây nhiều quá không ai ăn chứ. Cái gai của nó là nó ngọt, cái gai nó bự nè, gai nó bự khổng lồ luôn. Thôi video của mình đến đây là kết thúc cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của mình. Bye bye.